Hello everyone, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Club Try On. Ok, hôm nay chúng ta sang bài 2D trang 35. Rồi, ordering at a school canteen, tức là chúng ta gọi món ở canteen trường nhé. Ordering là gọi món, đặt hàng, gọi món ở căn tin trường. Ok, chúng ta đọc là bài hội thoại dưới đây và điền vào chỗ trống những cái câu A B C D E F G và có một câu là thừa phụ. Kuman là cái người mà bán hàng ở căn tin và Dan là cái người đi mua, đi order hàng. Hello Dan, xin chào Dan. Cái câu số 1 chúng ta có thể điền từ nào? Hôm nay bạn muốn cái gì? What would you like today? What would you like today? What would you like today? Là hôm nay bạn muốn ăn gì? Let's see, để tôi xem nào. I like chicken and potato, please. Tôi muốn ăn thịt gà và khoai tây. Okay, would you like carrots or salad with that? Bạn có muốn ăn cà rốt với salad không? Thì cái câu tiếp theo sẽ là một lượng nhỏ thôi hả? Một lượng nhỏ thôi. A small portion of it, please. A small portion up, mỗi thứ một ít thôi mà, please. Rồi câu tiếp theo, you're hungry today, hôm nay bạn đói hả? Câu tiếp theo, chúng tôi có bánh táo và kem, món tráng miệng. Vậy thì cái này gọi là món tráng miệng. Chúng ta có how about dessert, how about này, dessert này. Còn món tráng miệng thì sao này? Chúng tôi có bánh táo và kem, kem nhé. Ok, bạn muốn uống gì không? Anything, anything to drink. Bạn có muốn uống gì không? A glass of orange juice, please. Một ly nước kem. So that chicken and potato with carrot and salad. Vậy là món thịt gà, khoai tây chiên này, khoai tây này, cà rốt, salad, kem và một ly nước ép. Ok, câu số 5 sẽ là that là giá tiền ấy, 6 pound nha. That 6 pound, please. Please, 6 bạn này. Here you are, tiền đây. Thank you. Vậy số 1 của chúng ta là what would you like today? Câu số 2 là a small portion of it, please. Số 3 là how about dessert? Số 4 anything to drink? Số 5 là that 6 pound, please. Chúng ta nghe máy đọc. Rồi, đáp án của chúng ta là đúng rồi nè. Chúng ta nghe máy đọc nha. 2D exercise 2, page 35. Hello, Dan. What would you like today? Let's see. I'd like chicken and potatoes, please. Okay. Would you like carrots or salad with that? A small portion of each, please. You're hungry today. How about dessert? We've got apple pie or ice cream. Ice cream, please. Okay, anything to drink? A glass of orange juice, please. So that's chicken and potatoes with carrots and salad, ice cream and a glass of orange juice. That's £6, please. Here you are. Thank you. Bài số 3 của chúng ta. Cái bài số 2 là gì? What do you notice about the speaker intonation and rhymes? Cái giọng của người nói á, là lên xuống và cái người nói nhấn nhá một số từ ở trong cái câu. Sang bài số 3 đó là gì? Hãy đóng vai. Rồi, bài số 3 là đóng vai. Dan đã order món gì?
Chúng ta trả lời như sau. Dan ordered chicken and potatoes, sweet colors and salad, ice cream and glass of orange juice. Cái bài số 4 của chúng ta là gì? Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở canteen của trường. Hãy sử dụng menu dưới đây để làm một cái đoạn hội thoại tương tự như cái exercise 1. Ví dụ như thế này. Hello. Hello Charlie, what would you like today? Hôm nay bạn muốn ăn cái gì? Let's see, I like steak and rice, please. Tôi muốn bò bít tết và cơm. Okay, would you like a salad with that? Bạn có muốn ăn salad kèm theo không? No thanks. Okay, how about dessert? We got fruits and yogurt. Chúng tôi có trái cây và sữa chua. I like some yogurt, please. Tôi muốn sữa chua. Anything to drink? Còn muốn gì để uống không? A bottle of mineral water, please. Tôi muốn một chai nước khoáng, nước suối. So that's thick and dry yogurt and a bottle of mineral water. That's 6 pounds, please. Here you are. Thank you. Rồi sang cái bài số 5. Bài số 5 của chúng bài dưới của chúng ta liên quan phần phát âm. Phần phát âm của chúng ta là âm W, word và V nha. What, good, water, waiter, very, vegetable, valley, village. Nghe mày đọc. Pronunciation. W, V, page 35. W. What, wood, water, waiter, the, very, vegetables, valley, village. Rồi, chúng ta tạm dừng cái bài 2D trong 35 tại đây.